Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Sông Pajin Rao Yang bị vỡ, hơn 8.000 người đã được chuyển đến kịp thời và vẫn còn 35m để chặn vỡ chưa chặn được. Kính thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Rao Yang ở thành phố Pajin, tỉnh Liêu Ninh đã trải qua trận lũ lụt lớn nhất kể từ các kỷ lục thủy văn. Vừa qua, một con đập ở đoạn sông Rao Yang của thành phố Pajin đã bị vỡ. Bản đồ cho thấy sông Rao Yang là một phụ lưu của hạ lưu sông Lao He, nằm ở phía tây của khu vực đồng bằng trung tâm của tỉnh Liêu Ninh. Theo những người dân địa phương, vùng trung lưu và hạ lưu sông Rao Yang đi qua các mỏ dầu, nhà máy phân bón và những vùng đất nông nghiệp rộng lớn. Theo đội cứu hỏa tỉnh Liêu Ninh, trước khi đập vỡ, chính quyền địa phương đã phán đoán trước và thông báo kịp thời cho người dân gần đó di chuyển. Trong 4 ngày liên tục, đội cứu hỏa phối hợp với chính quyền địa phương đã chuyển tổng cộng 1.931 hộ và 8.203 nhân khẩu. Vụ vỡ đập mở rộng không gây thương vong, nhưng nó đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của các mỏ dầu và làng mạc ở đó. Một số nông dân sống gần chỗ vỡ đập nói với phóng viên Tin Tức Bắc Kinh rằng vì lũ lụt đã nhấn chìm những vùng đất nông nghiệp rộng lớn, ngô và lúa vẫn đang phát triển trên đồng không thể chờ vụ mùa bội thu năm nay, và cuôn nuôi trên ruộng lúa cũng bị lũ cuốn trôi. Hiện các công ty hợp đồng liên quan đang thống kê thiệt hại của từng hộ dân. Vào tối ngày 10, một phóng viên của tờ Tin Tức Bắc Kinh đã tìm hiểu từ hiện trường rằng nhiệm vụ ngăn chặn và chiếm giữ hạ lưu đã được thực hiện và đội cứu hộ Anel của Trung Quốc đang làm việc một cách căng thẳng và trật tự. Thưa quý vị, sông Rao Yang của thành phố Pajin đã bị vỡ đập, khiến hơn 8.000 người đã được chuyển đi kịp thời và tình hình thiên tai đang được thống kê. Chính quyền thành phố Bàn Cẩm thông báo do ảnh hưởng của hai đợt mưa lớn vừa qua, lũ lụt lớn nhất trên sông Rao Yang đã xảy ra kể từ khi các hồ sơ thủy văn được ghi nhận. Vào lúc 6 giờ ngày hôm qua, một con đập ở khu vực Shulian ở tả ngạn sông Rao Yang bị thấm nước nghiêm trọng. Trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Pajin đã đưa ra phản ứng khẩn cấp về kiểm soát lũ lụt cấp 1 lúc 8 giờ cùng ngày. Đến 10 giờ 30 phút, tại đập bị thấm, xuất hiện một vết nứt bề rộng dài hơn chục mét lên khoảng 50 mét. Lũ tràn ra từ tả ngạn của con đập, nhấn chìm các làng mạc, đất canh tác, các mỏ dầu và chia con đập thành hai đoạn Bắc và Nam. Ông Lưu, một người dân ở làng Yatari, thị trấn Thiên Thủy, thành phố Bàn Cẩm kể lại rằng người dân trong làng lần lượt nhận được thông báo từ chính quyền yêu cầu người dân sơ tán tránh lũ. Một số đã đến nhà người thân, trong khi những người khác đã được chuyển đi. Trong kỳ nghỉ hè, trường học vắng tanh, không có nhiều người, chủ yếu là nông dân trồng lúa và nuôi cua trong ruộng lúa. Trong 4 ngày liên tục, người dân các khu vực bị thiên tai ở thành phố Bàn Cẩm với cơ bản đã được chuyển đi kịp thời. Một phóng viên của tờ Tin Tức Bắc Kinh được biết từ đội cứu hỏa tỉnh Liêu Ninh rằng, tính đến 6 giờ ngày hôm nay, đội cứu hỏa đã phối hợp với chính quyền địa phương di rời tổng cộng 1.931 hộ gia đình và 8.203 nhân khẩu. Sau khi được tái định cư, ông Lưu quay lại cánh đồng gần nhà để kiểm tra vào ngày thứ hai. Ông thấy mặt đường nhựa bị lũ xói lở và đã sạt lở thành từng mảng. Một số đoạn đường bị sạt lở, trơ gốc rạ đã trở thành đại dương mênh mông. Nước lũ đã ngập đến mái nhà của nông dân, nước dâng cao đến mức người vào không chạm đáy. Ông Lưu cho biết vì mùa thu đang đến gần nên lúa năm nay có thể không thu hoạch được. Đồng thời, cua đồng cũng bị lũ cuốn trôi khi mực nước dâng cao. Một số nông dân chỉ có thể đánh cá, đánh cua để thu hồi lỗ. Con giống, cua giống cỡ ngón tay cái được đựng trong chậu sắt. Ông Tôn, một người dân ở cùng thôn, cũng là một nông dân bị thiên tai, cho biết với phóng viên Tin Tức Bắc Kinh rằng đất của ông nhận khoán từ một công ty vật tư sản xuất nông nghiệp địa phương, từ bón phân, ươm cây giống, chăm sóc đều do ông đầu tư. Ngay sau khi lũ rút, không còn gì để lại. Những người nông dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã mất 1.555 hectare đất. Đến khoảng 5 giờ ngày hôm nay, ông Tôn nhận được tin nhắn của công ty ký hợp đồng yêu cầu kiểm đếm diện tích ruộng bị ngập, trong đó có ngập hoàn toàn bao nhiêu, ngập dưới tai lúa là bao nhiêu và tổng là bao nhiêu. Ông Tôn cho biết bắt đầu từ ngày mai, họ cần cập nhật báo cáo trước 12 giờ trưa hàng ngày. Mọi người đang chờ các giải pháp tiếp theo. Hiện tại, thiệt hại cho nông dân vẫn đang được thống kê.
theo lực lượng cứu hộ, cứu hỏa tỉnh Liêu Ninh, sau vụ vỡ đập cho thấy xu hướng mở rộng đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất và cuộc sống của nhà máy sản xuất dầu Shugang, phố Xinjiang và các khu vực khác gần đó. Tính đến thời điểm hiện tại, đội cứu nạn cứu hỏa tỉnh Liêu Ninh đã điều động 3 phân đội, 47 xe chữa cháy, 228 chỉ huy, 32 xuồng cứu hộ và 12 máy bay không người lái đến hiện trường để triển khai công tác cứu hộ. Một lính cứu hỏa tham gia cứu trợ thảm họa nói với phóng viên tin tức Bắc Kinh rằng sau khi đến khu vực thảm họa, đội cứu hỏa đã ngay lập tức tiến hành các công việc phòng chống lũ lụt, thông tin liên lạc khẩn cấp, giám sát thảm họa, cấp điện, lập bản đồ tình huống và các công việc khác. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai để ngăn chặn sự cố rò rỉ dầu và khí đốt bất cứ lúc nào. Tính đến thời điểm hiện tại chưa có thương vong. Việc niêm phong và đóng vết vỡ chủ yếu là do đội cứu hộ an ninh Trung Quốc hoàn thành. Theo tình hình tại chỗ, nhóm chuyên gia đã nghiên cứu đưa ra phương án kết hợp nạo vét, ngăn chặn, sửa chữa đường khẩn trương, ổn định đầu kè, lấn chiếm hai chiều, đóng nhanh và gia cố, chống giảm thấm và niêm phong để thực hiện các hoạt động ngăn chặn. Theo Wang Zhongping, Giám đốc An toàn và Giám đốc Bộ phận An toàn và Bảo vệ Môi trường của Tập đoàn Yinyang Trung Quốc, vị trí trận đầu tiên phải đào một bờ kè giữ nước để chuyển lũ, thứ hai sửa chữa các con đường thượng lưu và hạ lưu của vụ vi phạm để đảm bảo rằng các con đường bị phong tỏa không bị chặn. Đá khối hoặc dọ đá gia cố được sử dụng để bảo vệ nhằm ngăn chặn sự mở rộng thêm của vết nứt. Vật liệu lốc được sử dụng để mở rộng đầu kè để đảm bảo nền làm việc vững chắc. Đá lớn được ném và lấp đầy để tạo thành một kè đá cho đến khi vết nứt hoàn toàn khép lại. Cuối cùng, lớp chống thấm được hình thành bằng cách mở rộng kè hướng ra sông và lấp lại bằng đất sét. Để đảm bảo công tác chốt chặn được hoàn thành nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, đội cứu hộ đã bố trí một cán bộ an toàn và hai nhân viên trực ban mỗi mặt công tác thực hiện công tác chốt chặn cả ngày lẫn đêm. Vào lúc 2 giờ 30 phút sáng tại bãi thải của đoạn sông Raoyang nguy hiểm ở thành phố Pajin, tỉnh Liêu Ninh, sau khi đường vào có điều kiện cho thiết bị hạng nặng lái và chuẩn bị đá, chiếc xe tải đầu tiên chở đá đã được đổ vào lỗ thủng. Vào tối cùng ngày, một phóng viên của tờ tin tức Bắc Kinh đã tìm hiểu từ hiện trường rằng nhiệm vụ phong tỏa và chiếm giữ hạ lưu đã được thực hiện. Vào lúc 8 giờ sáng, đoạn vỡ đã chiếm 15 mét, 152 xe chở vật liệu được sử dụng và tổng cộng 1.080 xe chở vật liệu đã được sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn khoảng 35 mét trong lỗ thủng và đội cứu hộ đang làm việc một cách căng thẳng và trật tự. Tại sao Liêu Ninh lại tiếp tục hứng chịu những trận mưa lớn? Kính thưa quý vị khán giả, bị ảnh hưởng bởi hai đợt mưa lớn, trận lũ lớn nhất kể từ kỷ lục thủy văn được ghi nhận ở sông Raoyang ở Pajin, Liêu Ninh. Vừa qua, đoạn Pajin của sông Raoyang bị vỡ, hiện tại hơn 70.000 người đã phải di rời ở Liêu Ninh do lũ lụt. Phóng viên được biết kể từ mùa lũ, Liêu Ninh đã ghi nhận lượng mưa nhiều nhất trong cùng thời kỳ trong 30 năm qua. Lý do là gì? Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán Pajin, tính đến nay, sông Raoyang đã vượt quá mức kiểm soát trong 37 ngày và công tác kiểm soát lũ lụt đã đạt đến giao cắt quan trọng nhất. 295 đội cứu trợ lũ lụt đã chiến đấu ngày đêm để sửa chữa và gia cố các đập thứ 2 và thứ 3. Theo bản tin của CCTV vào chiều ngày hôm qua, con đập ở phía nam của đoạn liên kết thứ 4 Panjin Sui của đê sông Raoyang đã được gấp rút thông qua và việc xây dựng nền tảng điều hành ở phía nam của vết nứt vào ban đêm đã hoàn thành và việc chiếm đóng đã bắt đầu. Tính đến 11 giờ ngày hôm nay, đập phía nam đã được xây dựng về phía trước 7 mét. Do địa hình thấp, điều kiện đường xá kém và môi trường vận hành tương đối phức tạp, tốc độ lắp đường của đập ở phía bắc bị ảnh hưởng lớn và hiện đang thi công. Từ chiều đến tối ngày hôm nay có thể mở ra một nút trọng điểm phong tỏa hai chiều ở cả hai phía nam bắc. Ngoài ra, trong ngày hôm qua, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ quản lý khẩn cấp đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp quốc gia cấp độ 4, đồng thời cử đoàn công tác đến vùng thiên tai để kiểm tra tại chỗ tình hình thiên tai, hướng dẫn hỗ trợ địa phương làm tốt công tác cứu trợ thiên tai như hỗ trợ đời sống cho đồng bào bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, tổng cộng 75.495 người đã được chuyển đến từ Liêu Ninh và 8.531 người đã không trở về, bao gồm 333 người ở Fuxin và 8.198 người ở Pajin. Tính đến hôm nay, tổng số 1.931 hộ và 8.203 nhân khẩu đã được chuyển đến ở Pajin, trong đó 6.671 người được tự chuyển đến và 1.532 người được tái định cư theo phương thức tập trung. Từ tháng 7 đã có 13 đợt mưa lớn kể từ mùa lũ, mưa lớn nhiều nơi ở miền Bắc đã gây lo ngại. Các phóng viên được thông báo rằng có 6 trận mưa bão ở khu vực này trong tháng 7 và đầu tháng 8, 4 trong số đó xảy ra ở phía Bắc. Lượng mưa ở Liêu Ninh nhiều hơn bình thường, Gongqiang,
Phó Giám đốc kiêm Kỹ sư cao cấp của Trung tâm Khí hậu khu vực Thẩm Dương cho biết, kể từ mùa lũ đến nay, lượng mưa trung bình ở tỉnh Liêu Ninh là 417,8mm, nhiều hơn 67,6% so với cùng kỳ những năm bình thường, vượt quá tổng lượng mưa mùa hè, nhiều nhất trong cùng kỳ trong 30 năm qua và lớn thứ hai trong cùng kỳ kể từ năm 1951. Trong đó, có tổng cộng 13 đợt mưa lớn xảy ra, nhiều nhất cùng kỳ trong lịch sử. Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 đã có một trận mưa bão trong khu vực với cường độ và thời gian dài nhất kể từ mùa mưa lũ năm nay ở tỉnh Liêu Ninh. Giá trị cực đại của lượng mưa lớn chủ yếu xảy ra ở khu vực lân cận, lưu vực sông Rao Giang. Gông Kiang cho biết kể từ đầu mùa mưa lũ, các khu vực có mưa tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ các năm bình thường, chủ yếu phân bố ở các khu vực phía Bắc, Fuxin, Shenyang, Xinju và Pajin. Trong số đó, lượng mưa của nhiều trạm ở lưu vực sông Rao Giang là cao nhất trong lịch sử. Tại khu vực Pajin, nơi sông Rao Giang vỡ, lượng mưa kể từ mùa lũ là 490,9mm, gấp 1,1 lần so với cùng kỳ năm trước và nhiều thứ hai trong cùng kỳ trong lịch sử kể từ năm 1951. Lượng mưa tại trạm này là Pajin là 519,5mm, nhiều hơn 1,1 lần so với cùng kỳ các năm bình thường, nhiều nhất trong cùng thời kỳ trong lịch sử kể từ năm 1951 và vượt quá tổng lượng mưa vào mùa hè. Gông Kiang cho biết mùa lũ chính ở Liêu Ninh thường là 7 xuống 8 lên, tức là cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, nhưng lượng mưa năm nay cao bất thường. Thứ nhất, do sự thay đổi rõ ràng giữa các giai đoạn của lượng mưa mùa hè ở Liêu Ninh, lượng mưa ở Liêu Ninh đã bước vào giai đoạn nhiều hơn bình thường trong 2 năm qua. Về việc liệu tình trạng này có trở thành chuẩn mực trong tương lai hay không, Gông Kiang cho rằng cần phải chú ý đến những thay đổi của hoàn lưu khí quyển bất cứ lúc nào. Liệu có tiếp tục có mưa lớn ở Liêu Ninh trong một thời gian tới không? Yan Qi, Phó Giám đốc kiêm kỹ sư cao cấp của Đài quan sát khí tượng Trung ương Thẩm Dương cho biết, trong 10 ngày tới, Liêu Ninh được dự báo sẽ có hai đợt mưa lớn kèm theo thời tiết đối lưu mạnh. Các chuyên gia nhắc nhở, mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ kéo dài, vùng trồng lấn lớn, nguy cơ thiên tai tăng cao, cần tăng cường công tác chống tai biến địa chất núi lửa, lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ, đô thị và ngập úng nông thôn và ngăn chặn tác động xấu của thời tiết đối lưu mạnh. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.